Hi, chào cả nhà mình đang thì hôm qua có mấy anh em hỏi mình về ở trong Facebook thì nói chung mà họ sợ nói mình cũng có xem rồi thì mình thấy nói chung là nó hơi kỳ kỳ xíu nhưng mà mình không biết nó chuẩn hay không ha, nhưng mà theo mình phán đoán thì nó là 50-50 rồi đó, và đặc biệt mà nghe cái giá tiền nữa thì mình nghĩ là có mùi rồi. Thì anh em mà nào mà lỡ mua cặp đó hay hỏi cặp đó thì anh em nên hỏi và xem cho kỹ nha, thì cứ vận dụng những cái cách mà mình chia sẻ với anh em xem. Tại vì quay video á, thường thì những con chim mà nó đỏ thì quay video tăng màu lên á, thường thì đỏ rồi chả ai cần tăng màu đâu mọi người, thật sự mà nói là như thế. Chỉ có những cái con nào mà nó này nó kia thì họ mới chịu khó họ tăng màu lên để cho nó đánh mắt của con mình á. Tại thường thì hình ảnh trên Facebook nó sẽ khác ở trên YouTube đó, cho nên là anh em xem cho kỹ ha, và gọi video chịu khó. Thường thì nó ảnh nó rất là nhè, anh em xem mà anh em bắt người ta vạch lông ra anh em xem thì nó sẽ kỹ hơn ha, như thế thì để anh em không có bị mà gọi là tiền mắt tật quen ha. Còn anh em muốn có thể thử được hưởng thử trải nghiệm những con chim nhựa mình giá như vậy, mình nghe đâu cũng mười mấy triệu á, nói chung thì như thế anh em thử xem nó như thế nào. Thì giờ thì mình sẽ quay ba con chim chích chì lửa của mình. Hiện tại thì bây giờ chỉ còn có ba con thôi, ba con trống thôi, anh em nào thích thì bắt ha, và mình sẽ thử thái độ của tụi nó cho anh em xem luôn nó như thế nào ha. Ok, mình lên ba con lửa cho anh em chơi ha, con nào thích con nào thì bắt con đó ha. Ba con này thì cả ba đều là đuôi ngắn hết nha, tôi tầm 16, 16, 17 gì thôi, không có hơn. Mình như là chắc cỡ 16 rồi, cũng không hơn lắm đâu. Cả ba đặc biệt cái là cả ba đều cám cứng hết rồi nha. Giữa nó hót, đang còn giữa đèn hót á. Mình nói mình nuôi tầm tháng tháng mấy rồi lại nó hót rồi đó, chim cắm cứng hết nha anh em, chỉ có vời anh em nuôi rồi anh em tắm rửa rồi ok lại là chăm căng lửa lên là nó chơi à. Mấy con này mép vàng hiện tại bây giờ là vô mép trong hết rồi, tổng nó hình nghĩ chắc giờ cũng đen lên rồi, nó giờ nó cũng lại nhảy lên chứ. Mon đi ra đi.
anh em nào bắt hết 3 con thì có giá 3 con ha, 3 con anh em bắt hết 1.800.000 đó. Ok, còn bắt lẻ thì có giá khác ha. Chim không nha anh em chứ không có lòng nha. Nhiều anh em hỏi chim luôn lòng thì bao nhiêu ha, mình không bán lòng nha. Mình chỉ bán chim thôi, tại thật sự nó bán lòng thì mình kiếm lòng ra lại cũng cực lắm. Cho nên thì mình chỉ bán chim thôi anh em thông cảm ha. Đó, thì ba con này giá mình báo luôn rồi đó, anh em thích thì anh em bắt. Nói chung mà dáng đứng tụi nó anh em qua thấy được ha. Con còn quầy dậy thì nó hơi chào xíu thôi. Tụi này thì cám hết rồi. Dán đẹp không? Đó, anh em phải lên nào. Để cái điều nó hơi chao thôi. Nói chung miếng sau về dán tướng thì cái con ngoài bì bên đây nè, nó đẹp hơn hai con bên này. Anh giữa nhãn cầu đẹp ghê. Coi là hai nhãn không? Ok, anh em nào khách thì alo cho mình ha, số điện thoại mình ghi sẵn trong màn hình luôn nha. Thì ba con này thì giá là 1.800.000, còn bắt lẻ thì giá khác luôn ha.